Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Headset. Và ở tập trước á, thì mình có một chuyến đi khám phá và vô tình phát hiện một ngôi làng có được những anh golem rất là đặc biệt. Không phải là những anh người sắt đơn giản như vậy đâu, mà là người đá phát sáng này, cũng như là người cậy sách luôn. Và mình đã tìm ra cách để chúng ta có thể tạo ra được những anh golem giống như vậy. Nhưng mà trước tiên á, thì mình cần phải đi farm một ít cái túi mật trước cái đã. Và để farm mật thì mình cần phải đi ra vùng biển trước. Đây, ui chết rồi, bay xuống cái khúc sông rồi. Giờ thì mình sẽ ra biển để tìm mấy cái bé mực để farm nhá. Tại khúc sông mình farm hết trơn mực rồi. À đây nè, đây nè, đây có một bé mực nè. Ủa mà có một thôi hả? Với một thì chắc không có đủ đâu, tại vì mình cần khá là nhiều đó. Hầu hết các block á, đều có thể chế tạo ra được những anh golem nhá, nên mình cần phải có thật là nhiều những bé mực cơ. Và mình sẽ sử dụng cây kiếm này để tiêu diệt bé mực. Rồi, và rơi ra cho mình hai hả? Ui chết. Mỗi lần tiêu diệt như vậy á thì mình sẽ bị mù một xíu, tại vì mực sẽ nhả mực ra khi mà mình quánh trúng ấy. Và bây giờ thì mình sẽ chịu khó farm thêm ít mực nữa, rồi sau đó về nhà để chế tạo cái công thức làm ra những anh golem đặc biệt đó nha. Trong lúc farm mực á thì mình tình cờ phát hiện ở đây có một anh skeleton đang đang thấm nè các bạn ơi, tại vì trời ban ngày á nên bị cháy rồi. Và anh này có cường hóa luôn. Ui mình bị mù lò rồi kìa, mù lò nè. Anh này chắc sẽ rơi ra đồ xịn đó. Ui mà phải đánh lẹ không thôi, tên này hồi máu. Rồi và sau khi tiêu diệt thì hắn rơi ra một cái quần chầm hỏng hai, ít xương, cây kiếm gãy nè. Một cái món quà để mình mở thử coi. Món quà. Ui. Mở mấy này toàn ra pháo hoa mà mình đâu có cần đâu. Giờ mình sẽ ăn một cái cho no bụng, rồi sau đó sử dụng cái ná slam này búng một phát về nhà nhá. Bay qua luôn. Lần này thì bay qua được rồi. Và về nhà để chế tạo thôi. Và để làm được những cái anh golem đó thì mình cần phải có một cái đầu golem trước. Và công thức của đầu golem thì mình cần phải có miếng giấy này nè. Mình đã có túi mực rồi, giờ thì mình sẽ kết hợp với những cái tờ giấy, lông và redstone nhá. Redstone thì mình có dư trong đây rồi. Giấy thì mình cần phải đi hái mía. Đây, hái mía ở đây cũng được. Được 3 rồi hả? Thêm một ít nữa đi. 7, 9 luôn nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ... Ui, xúc dây rồi, xúc dây rồi. Mình phải buộc em Chocobo lại, không thôi ẻm đi mất tiêu đó. Rồi giờ mình sẽ cho vô bàn chế tạo, đổi ra giấy trước nè. Và cuối cùng là lông gà hả ta? Không biết trong nhà mình có giữ lông gà không nữa. Hình như bên cái căn cứ cũ của mình có lông gà thì phải. Để giờ mình nhảy qua đây coi coi. Dừng xuống một cái nè. Lông gà để mình nhìn qua đây coi. Rương nào có lông gà ta? Mình nhớ có một cái rương á là mình có đựng mấy cái cọng lông gà. À đây nè. Rồi mình đã có đủ rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho hết mấy cái này vô trong bàn chế tạo nha. Ủa có cần đặt đúng theo công thức không? Ủa không không không, cái này cần túi mực. Đó, mình đã được rồi nè. Được 9 cái golem spell. Và bây giờ thì mình sẽ kết hợp cái golem spell này với cái đầu bí ngô và được một cái đầu golem đặc biệt. Ngoài ra mình có làm một cái vườn bí ngô nho nhỏ để mình có thể farm thêm bí ngô và chế tạo ra những anh golem đó. Giờ thì mình sẽ sử dụng rìu nè để khai thác luôn nha. Đây mình sẽ lấy thêm một vài cái nữa đi. Mình còn 6 hả? Vậy mình sẽ lấy 6 cái quả bí ngô nha. Ui vừa đủ luôn nè. Rồi làm thêm 6 cái đầu golem nữa. Vậy là mình đã có tổng cộng là 9 cái đầu golem rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ về nhà và lựa chọn những khối mà mình sẽ tạo ra cái binh đoàn golem cho mình thôi nào. Mình nghĩ trong Minecraft cái khối cứng nhất không tính mod nha là cái khối hắc diêm thạch đúng không? Mình sẽ dự định là một cái anh golem bằng hắc diêm thạch, coi không biết có được không nữa. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng ok đó. Để giờ thử chế tạo nha. Rồi thông thường thì chế tạo một anh golem mình sẽ đặt theo hình chữ T này trước. Và sau đó đặt một quả bí ngô. Ui mình tạo ra được anh golem bằng hắc diêm thạch nè. Anh này bao nhiêu máu đây? 120 máu. Coi có khác với anh này không? À hơn cái anh người sắt là 20 máu lần nha. Còn sức tấn công thì mình chưa biết rõ nữa. Nhưng mà tốt nhất là mình không nên quýnh anh này đâu. Tại vì nhiệm vụ của mấy anh golem á là chính là bảo vệ cho mình nè, cũng như là mấy anh dân làng, nên mình sẽ không đánh ảnh nha. Rồi golem bằng hắc diêm thạch đã có. Giờ mình có miếng mút nè.
Rồi không biết có làm được không ta? Ôi mà nếu làm được chắc nhìn anh Golem đó buồn cười lắm á. Đây đây để mình thử chế tạo nha. Hy vọng là được. Úi được thiệt nè. Mà anh yếu xìu à, anh có 20 máu rồi các bạn ơi. Đã vậy người anh còn chảy nước nữa nè. Ủa anh này nếu mà xuống nước anh có gút hết nước không? Ui anh đi tới đâu là gút nước kìa. Ui đúng như cái khối của mà ảnh được tạo ra luôn. Anh sẽ gút hết nước những nơi mà ảnh đi qua. Trời ơi. Anh này cũng như là cái bình hút nước di động vậy đó. Ui cái hồ mình cạn nước luôn rồi. Trời ơi anh này. Để bây giờ mình sẽ lắp nước lại cho cái hồ mình cái đã. Ui suýt nữa thì mất hết nước rồi. Rồi giờ nước hồ đã có lại. Bây giờ chắc mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy mình sẽ chế tạo thêm khoảng 7 anh golem nữa nha. Tại vì bây giờ mình còn tới 7 cái golem hết lận. Không biết tí nữa mình chế tạo anh golem gì cho đặc biệt ta. Có hát nhiệm thạch rồi. Có gỗ thì sao nhờ. Nếu golem được làm bằng gỗ thì không biết có khỏe không nữa. Để bây giờ mình sẽ thử chặt một cái cây nào đó để lấy một ít gỗ. Rồi sau đó mình sẽ thử chế tạo một anh golem nha. Nhưng mà nếu anh golem gỗ thì chắc sẽ bị cháy á. Tại vì gỗ sẽ rất dễ cháy luôn. Không biết đặt sao cho phù hợp nữa. Tại vì gỗ nó có hai mặt lần các bạn ơi. Mặt thân này cũng như là cái mặt ngang này nữa. Ok để mình tạm thời mình đặt như vậy đi. Được luôn á. Ui anh golem gỗ được nè. Nhưng mà mấy anh golem gỗ cũng như là nước bọt biển á thì sẽ rất ít máu luôn, chỉ có 20 máu thôi à, không biết có đủ bảo vệ không nữa. Ui hơi căng á nha. Vậy là gỗ vẫn có thể chế tạo được. Kế tiếp là xì lam thì mà nó không có nhiều. Sắt, sắt thì anh sẽ tạo ra golem thường. Đúng rồi, golem bằng đá phát sáng nè. Đây là anh golem mà mình gặp được ở ngôi làng và cũng là anh golem đặc biệt đầu tiên mà mình nhìn thấy luôn. Để giờ mình sẽ tạo ra thử nha. Cái đầu đâu rồi? Đây, đầu golem. Đặt lên nè. Đó, anh này thì thông thường sẽ đóng rêu màu xanh đúng không? Đâu rồi? Nè, thông thường sẽ đóng rêu màu xanh nè. Còn anh này sẽ đóng mấy cái màu đỏ đỏ giống như là cái búa địa ngục vậy đó. Ui, nhưng mà anh này mỏng nhất luôn. Ảnh chỉ có 8 máu thôi à. Anh này mình móc kiếm, mình lỡ quẹt nhẹ một cái chắc là ảnh đi luôn á. Thôi mình không nên cầm kiếm khi mà lại gần mấy anh ta đâu. Để không thôi lỡ quánh chúng đó. Đá vát sáng cũng được rồi. Ở đây mình còn khối nào không ta? Khối emerald nè, mình sẽ thử với emerald. Còn kim cương thì mình nạp không được. Nên thử không ta? Giờ mình còn nghèo lắm. Nếu mà mình thử thì mình sợ tốn á. Ok làm liều luôn. Lâu lâu mình mới làm mà. Chứ đâu phải ngày nào mình cũng làm đâu đúng không? Rồi golem bằng kim cương với emerald nè. Còn gì nữa không ta? Còn có nào mà mình đạt được nữa không nhỉ? Bản chế tạo thì sao? Sẽ như thế nào nếu có một anh golem bằng bản chế tạo? Được, được, để bây giờ mình sẽ lấy một ít gỗ ra. Làm thêm một vài cái bản chế tạo nữa. Để mình làm thử một anh golem bằng bản chế tạo xem như thế nào nha. Đây, đặt bản chế tạo xuống trước nè. Anh này chắc cũng yếu xìu nữa chứ đâu. Kệ, mình chủ yếu tạo ra để trang trí mà. Ui, anh này mình chế tạo được luôn nè. Ui anh này chế tạo được luôn và có 24 máu lận, khỏe hơn anh gỗ nhiều, khỏe hơn hẳn 4 máu luôn nha. Còn anh này có ấn vô được không? Vậy là anh này có thể ấn vô được. Nếu như vậy thì mình sẽ làm thử anh golem bằng rương coi coi được không nhá. Nếu mà rương được thì thật là tuyệt luôn á, vừa là người bảo vệ nè, vừa có thể giúp mình giữ thêm đồ nữa. Đây mình sẽ lấy ra một ít gỗ để mình làm cái rương. Hơi bị xịn đó nha. Rồi giờ thì ra ngoài và làm thử thôi nào. Không biết rương có chế tạo được không nữa nhưng mà mình sẽ thử. Ui có vẻ không được rồi. Tại vì gương mình đâu có đặt ngang như vậy được đâu. Tiếc vậy ta, phải chi có anh golem bằng rương nha. Thôi kệ đi, mình tạm thời bỏ qua anh golem bằng rương. Bây giờ mình sẽ làm một anh golem bằng emerald xem như thế nào nhá. Nếu emerald thì mình đoán là sẽ khoảng 50 máu thôi, tại vì nó là một loại khoáng sản. Cái gì? Ui, emerald tới 190 máu lận. Ui, khỏe hơn anh golem bằng hắc diêm thạch rất là nhiều. Vậy kim cương chắc khoảng 200 mấy máu quá. Ui, xịn nha. Đúng rồi, 220 máu luôn nè.
Ui, bây giờ khu vực của mình có thể nói là cực kỳ an toàn, không có con zombie mà liều mạng dám lại đây đâu, tại vì với sức tấn công của một anh golem thôi là mấy tên đó đã mệt mỏi rồi. Còn hai cái đầu biến ngô nữa, mình chưa biết sẽ chế tạo anh golem gì kế tiếp, nên mình sẽ để dành nhá, khi nào mình nghĩ ra thì mình sẽ tiếp tục chế tạo những anh golem đặc biệt đó. Còn giờ thì mình sẽ cất cái ủng có dòng chồng hổng này vô trong đây. Ủa cái quần chứ, loot bag bằng epic luôn hả, mở luôn. Ui, một cái áo, một cái lọ thuốc. Mấy cái này không cần nên mình sẽ vứt nha. Rồi, cất cái này vô luôn nè. Và hổm rài á, mình chế tạo đồ bằng tinh thể lava rất là nhiều, nhưng mà cúp á, thì mình vẫn chưa có làm được một cây cúp bằng tinh thể lava nào hết. Thế nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một ít cái tinh thể lava còn thừa nè, kết hợp với một ít que để mình làm ra một cây cúp bằng tinh thể lava, xem nó như thế nào nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đặt theo công thức là như vậy. Đó, nó sẽ tạo ra được một cây cúp bằng tinh thể lava. Và hình như nó còn có khả năng nung nấu nữa các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ thử đào một cái khói gì đó nha. Ở đây mình có khói nào mình đào được không ta? Ờ đúng rồi, nó nấu được nè các bạn ơi. Thông thường nếu mà mình chưa có enchant đúng không, là sẽ đập ra cục đá cội. Còn cái này đập một phát nó ra đá nhẵn luôn. Quá xịn, quá xịn. Vậy là mình không cần phải ép cái dòng smelting vào cái cây cúp bằng tinh thể lava này rồi. Nhưng mà mình cần phải gỡ những cái dòng trên cây cúp hiện tại ra để mình có thể sử dụng nó tốt hơn đó. Đây, mình sẽ gỡ ra gia tài nè, hiệu suất, sửa chữa chậm hỏng và ép vô cây cúp bằng tinh thể lava này. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ đổi sang sử dụng cây cúp bằng tinh thể lava luôn cho nó trùng với cây kiếm này với cây cung nha. Rồi, và bây giờ thì chắc mình sẽ đi mai một xíu để mình farm thêm những cái tinh thể lava thôi, chứ giờ mình còn có 6 ha. Sắp tới muốn xài thì cũng đâu có mà dùng đâu đúng không? Rồi, lấy ba lô lại nè. Mau khoan đã, hổm rài mình để ý là mình có những cái lọ máu màu vàng nè đúng không, nhưng mà mình chưa có dùng thử. Có cả máu màu đỏ nữa đây nè. Để bây giờ mình sẽ dùng thử xem như thế nào. Nó cho mình thêm máu kìa. Thì ra những cái lọ máu đó sẽ cộng thêm máu trái tim cho mình đó. Ui xịn quá vậy, cái này còn 5 trái tim nữa nè. Nhưng mà cái này thì hết dùng được rồi. Vậy là nó chỉ cho mình cộng thêm trái tim màu vàng thôi. Nhưng mà cũng tốt, dù sao có thêm trái tim thì vẫn có lợi hơn mà. Rồi giờ thì mình sẽ ra đây múc một xô nước nè. Rồi sau đó thì mình sẽ trở lại cái khu đào của mình. Nè, ở đây có rất là nhiều tinh thể lava nè, sẽ đào để mang về. Ui và hình như cái này nó có đào một phát cái nó ra cái tinh thể lava được luyện luôn. Ui quá dữ, quá dữ. Thông thường mình đào bằng cây cúp kim cương á thì nó chỉ ra một thôi, mà cái này đào ra một phát nó được rất là nhiều, mà nó còn luyện luôn nữa chứ. Wow. Vậy thì thích quá rồi. Bây giờ mình sẽ đào khoảng 2 stack đi và tìm thêm ít cái loại khoáng sản khác. Cái này thì sao? Ủa có gia tài mà đem fairy dust không có ra thêm hả? Ủa có nè, nhưng mà nó ít lắm. Ui, thích nha, thích nha. Nhắc tới Thạch Anh mới nhớ, cũng lâu rồi mình chưa có xuống Nether. Một xíu nữa khi mà mình farm được kha khá mấy cái tinh thể lava, rồi mình sẽ xuống Nether để mình farm thêm một ít cái bột quỳ lửa nha. Hổm rài mình không có farm cái bột quỳ lửa nên khá là khó trong việc chế tạo những cái món đồ liên quan đến nó. Và đá nó cũng có gia tài nữa cơ. Này đào một lần ra được 2 cục đá luôn. Trời ơi, gì mà xịn dữ vậy. Ở đây có than không? Để mình đào một ít than cái đã. Để mình chế tạo thêm đuốc á, chứ mình không có mang theo đuốc trong người. Rồi, mình sẽ thay vào cái đồ móc của hải tặc và đi tiếp thôi. Mình sẽ hạn chế đào mấy cái silver lại một ít nha, chứ hổm rài mình đào nhiều lắm rồi. Tại vì đào một lần không phải nó rơi ra 1, 2 hay là 5 đâu, mà đào một lần ra tới mười mấy lần các bạn ơi. Silver nó có gia tài á, nó ra rất là nhiều luôn. Nó ra rất là nhiều nè. Rồi giờ mình sẽ đợi thêm một đoạn nữa coi coi có đủ may mắn để gặp được kim cương không, nhưng mà chưa định nói thì đã ra rồi nè. Ui có ai luôn hả, để mình coi, để mình coi. Bây giờ mình đào một phát nè, nó ra có một hả, kỳ vậy. Đào tinh thể lava rơi ra nhiều lắm mà. Ủa gia tài 3 rồi mà.
kỳ lạ thiệt, đào sắt nè, vàng, rồi tinh thể lava hay là fairy dust á, thì nó đều có sử dụng được hiệu ứng gia tài. Tiếc ghê luôn á, lâu lâu mới gặp được 4 quặng kim cương mà đào, không có dùng được dòng gia tài gì trơn à. Thôi kệ đi, dù sao cũng có kim cương mang về là vui rồi. Bây giờ mình sẽ đào thêm một đoạn nữa coi coi có gặp thêm kim cương không nhá. Ui, mình gặp được cái quặng gì lạ lạ nè. Ủa, cái này là một lộ quặng à, chế tạo một cái con mắt gì đó. Đây là văn tự cổ các bạn ơi, mình không biết công dụng của nó là gì. Ở đây còn có một cái bùa gì nữa nè. Cái này làm bùa được hả ta? Mình không biết công dụng của cái bùa này để làm gì nữa. Để bây giờ mình sẽ thử chế tạo cái bùa loại nhỏ nhất coi. Là 4 gem nè. Để làm gì? Ăn không được luôn. Ý, trời. Chưa biết cái bùa đó để làm gì nữa, nhưng mà tạm thời cứ giữ trong người đi. Rồi giờ mình sẽ đào tiếp một đoạn nữa nha. Và trước mặt mình á là một cái hồ lava rồi, và cạnh hồ lava còn có những con quái nữa cơ, hơi nguy hiểm đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng áp sát lại gần á để kiểm tra coi coi gần cái hồ lava đó có những cái viên kim cương nào không nha. Nhưng mà mình muốn test lại một lần nữa là với cái cây cúp bằng tinh thể lava này nó có dùng được dòng gia tài đối với kim cương không, chứ mình không cam tâm với việc là đào 4 quặng kim cương mà không ra một lần gia tài nào luôn. Kim cương nó hiếm rồi mà còn đối xử như vậy nữa thì hơi quá đáng á. Rồi giờ thì mình đã tiến rất là gần đến với cái khu vực hồ lava này rồi. Vài bước chân nữa thôi, nhưng mà ở đây có thêm mấy cái này nữa nè, mình chưa biết nó để làm gì nữa. Nhưng mà cứ đào thoải mái về đi. Và bên trong cái hồ lava này thì có vàng. Ủa, chỉ có vàng nữa hả? Ui, chưa, cẩn thận, mình không thôi mình làm mất cái xô nước. Ui, anh zombie gì ngộ vậy? Tên là The Weller. The Weller, cái đó là nghề nghiệp của ảnh hay sao ta? Và cái hang này nhìn khá là lạ đó các bạn ơi, cái này là limestone. Limestone là gì nhờ? Nhưng mà nhìn sơ qua là thấy nó khác hẳn so với đá cuội rồi đó. Ủa, cái đá nhẵn chứ. Hình như đây là một cái hang động đặc biệt gì rồi. Ngay cả zombie ở trong đây nó cũng bị biến đổi nữa. Cái này khá là đáng để khám phá đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử khám phá nốt cái hang này coi coi nó có gì đặc biệt so với những cái hang bình thường nha. Đầu tiên mình sẽ búng một phát để đi lên trên. Ui, nó có cái lòng spawner kìa. Và theo kinh nghiệm mình bị dí mấy lần á thì chắc chắn khi mà mình lại gần nó sẽ kêu ò e và 3 giây sau xuất hiện nguyên một đạn zombie luôn. Để bây giờ mình test thử coi đúng không nhá. Ui. Chưa test mà. Nó. Ui, y ghen mẹ. Trời ơi. Chạy. Sử dụng cung. Ôi chết rồi, mình không có mũi tên. Ow. Ui. Bình tĩnh thôi phù thủy ơi. Bình tĩnh là hết. Ui chết rồi, hình như mình cất luôn cái mũi tên hay sao rồi á. con nhện độc này. Ui, cái trái tim màu vàng nó sẽ bị mất khi mà mình bị tấn công á. Trời ơi, tưởng đâu trái tim vĩnh viễn chứ, làm người ta mừng hụt mà. Rồi, giờ mình sẽ vứt cái này ra. Để mình coi coi, nè mình có mũi tên nè. Trời, nãy giờ không có mang ra, làm chạy muốn chết ha. Rồi mình sẽ vứt những thứ không cần thiết vào trong lại. Nó vứt vào trong đi, khi nào cần mình sẽ lấy ra tiếp nha. Ủa, cái hang này chỉ có vậy thôi hả ta? Không, mình nghĩ sẽ có... Ui. Ủa, mình đâu có làm gì đâu, sao chết rồi? Ủa, kỳ vậy, hồi nãy mình mới thấy con quái vật gì đó. Kim cương nữa kìa. Wow. Ở đây có cái loại nước gì rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. À không, cái này là cái tinh thể. Mình sẽ đào thử coi. Ồ, tiếng đào nó rất là giống thủy tinh luôn. Dùng để chế tạo những cái rune. Đây có nhiều màu lắm nè, cái này về trang trí chắc đẹp lắm luôn á. Được á nha. Rồi mình sẽ lấy hai cái loại này về. Hình như trong đây nó chỉ có hai loại thôi à. Một loại là màu xanh nước biển với một loại là màu xanh lá cây. Mà màu nào thì mình thấy cũng đẹp hết nên mình sẽ lấy về hết luôn. Đồ miễn phí mà, cứ tranh thủ lấy về. Mình thắc mắc là sao đây lại có nhiều kim cương đến vậy ta. Cái này là quặng kim cương thiệt luôn nha, chứ không phải đồ giả mạo đâu. Ui, xịn. Được, giờ mình sẽ thử đào thêm một lần nữa nè. Hiện tại trong người mình không có viên kim cương nào đúng không? Oh, no.
Ủa vậy là sao? Không công bằng. Tại sao cúp xịn hơn nhưng mà không dùng được dòng gia tài? Mình đào 5 lần rồi đó mà không ra được dòng gia tài nào. Vậy là không dùng được rồi. Nên bây giờ mình sẽ làm dấu ở đây là chỗ kim cương nha. Rồi khi nào rảnh á mình sẽ trở lại đây để mình khai thác bằng cây cúp khác thôi. Chứ cúp này mình đào nó cũng phí cái quặng kim cương đó hả. Không có ra thêm được đó. Nó thế là mình sẽ đi dành nha các bạn. Còn giờ thì mình sẽ khai thác thêm một ít cái quặng tinh thể này. Đó, để về, có rất là nhiều vàng nè. Vàng thì chắc mình lấy được. Nếu kim cương không có dùng gia tài được vậy thì Emerald có dùng được không? Emerald vẫn không dùng được nha các bạn. Vì là cái này nó chỉ áp dụng cho mấy cái quặng thấp hơn kim cương thôi. Ui ở đây lại có thêm nữa. Ui spawn một lần nhiều quá cái mình bị crash game mất tiêu rồi. Mình vừa vào lại nè. Giờ mình sẽ tranh thủ lúc mà mấy con zombie chưa áp sát lại gần á, mình sẽ đào những cái quặng này. Ui nó chọi thuốc làm chậm mình rồi. Nhưng mà bây giờ ta đã có mũi tên và cây cung nên ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Dám chống chống với mình hả? Đùa với cây cung của tinh thể lava à? Ơ còn chọi nữa cơ. Ờ phù thủy này. Phù thủy nè. Chọi thuốc cái gì? Chọi thuốc xong rồi bị mình quánh á, mất máu nên uống thuốc mà uống đâu có kịp đâu. Rồi giờ thì mình sẽ khai thác thêm một ít cái sắt ở đây cũng như là tinh thể nha. Ui nhưng mà cái này nó ở chỗ thấp lắm luôn á. Có cả bedrock ở đây nè. Ở đây không có cách nào để mình lượm bedrock về hết trơn á. Nhưng mà nếu mà được thì chắc mình sẽ cố gắng làm một anh golem bằng bedrock. Chắc ảnh bất tử luôn. Tại vì bedrock là không thể nào đập vỡ được các bạn ơi. Rồi là mình sẽ đào thêm ít cái này về để trang trí là từ cú mèo luôn đó. Và có vẻ cái hang này còn rất là nhiều cái khoáng sản khác mà mình có thể khai thác về nè, nhất là kim cương và emerald. Rồi ui bốn quặng kim cương trùng một chỗ luôn, trời ơi thích dữ vậy. Nhưng mà giờ không có cúp gia tài nên đập không được. Đằng kia còn hang và đằng kia còn cái lồng spawn nữa mà mình không lợi cái lồng spawn đâu, ở đó nguy hiểm lắm. Rồi mình sẽ đi về hướng bên đây cho nó an toàn. Rồi khám phá nốt cái hang này coi. Đằng kia có cái hoa, có bé dơi đằng kia. Rồi đổ ra. Vậy là an toàn nhất chứ. Mình không có dám búng khơi khơi dưới hay lava đâu. Lỡ lọt xuống lava là tồi đời luôn đó. Rồi có vẻ hướng này đã xong rồi. Nhưng mà đằng kia vẫn còn ánh sáng nên mình sẽ thử nha. Làm liều luôn. À ở đây là cái chỗ lava thôi. Và cạnh đây thì mình nghe tiếng con zombie. Bật băng đồ lên trước cái đã. Ui ở đây nó có cái gì nè. Chưa, để bây giờ mình lại cái chỗ bên đây coi coi là cái gì nha các bạn. Nó rất là gần rồi. Hình như là một cái công trình gì đó thì phải. Một cái hang bằng cát đá. Không, đây là một cái công trình. Ủa nó có cầu thang đi xuống nè. Ui ui. À ở đây nó còn có cái spawner nữa. Ui ui. À con này nó có phải không? Có cường hóa rồi. Ê, chết rồi, nó ăn trộm cái kiếm mình rồi. Đừng 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 đừng. Ăn trộm vũ khí người khác là xấu lắm. Ăn trộm vũ khí nè. Ờ nó không bị cháy. Ui mình mà mất cái kiếm này chắc mình tiếc lắm luôn đó. Trong này có một quyển sách. Một cái dao nhưng mà tới 9,5 sức tấn công lận. Wow và tốc độ đánh của nó thì cực kỳ cao luôn. Cái dao nhìn gọn khô hả, nhưng mà cực kỳ xịn nha các bạn. Ui nhặt được đồ xịn rồi. Hải tặc là phải như vậy chứ, lúc nào cũng phải có một thanh kiếm để phòng thân bên cạnh, giống như là cây dao hồi nãy vậy đó. Nhỏ nhỏ, ui ui nhỏ nhỏ thôi nhưng mà sức tấn công cực cao. Và như cạnh đây vẫn còn đường thì phải. Mình đang thắc mắc ở đây còn cái chỗ nào để mình khám phá nữa không. Hình như hết rồi. Ủa nhưng mà đây là cái vùng gì vậy? Sao ở dưới hang lại có cát, mình thắc mắc là điều đấy đấy. Hôm nay mình đi mai toàn gặp những cái đặc biệt không à. Hết cái hang đá kỳ lạ đến cái vùng mà lại có cát ở tít dưới đây. Lạ thiệt á. Và cạnh đây còn có một cái hang hang và có cả lava nữa kìa. Để bây giờ mình đào qua đó coi coi có gì phía trước nhá. Ui chỗ này lại có cát nè. Không biết trên đầu mình có phải là vùng sa mạc không nữa, nhưng mà phía dưới này cát tùm lum hết trơn á. Mặc dù đây là tít dưới hang nha. Ui, ui trời ơi trời. Ui suýt nữa mình trượt chân, mình lọt cái tổm xuống lava rồi. Giờ mình coi coi mình có cái gì ăn không. Ủa nãy như mình cắt đùi gà luôn hả ta. Hình như cắt luôn rồi. Để bây giờ mình lấy cái ba lô.
Rồi lấy đùi gà ra ăn cho nó no lâu chứ ăn bánh quy mau đói lắm. Để mình còn có sức nè và khám phá nốt ngang này. Để giờ mình coi coi lấy xô nước. Rồi đổ ra. Mình không dám làm bậy ở đây đâu, tại vì nếu mà bắn cái ná slam hộp một phát á là thế nào mình cũng chìm ngổm với lava cho coi. Mà đồ mình thì kháng lửa nó cũng đâu thuộc dạng xịn quá đâu. Và hang này không có kim cương rồi. Hang đẹp vậy mà không có kim cương ta. Hơi tiếc á nha. Nhưng mà có được mấy cái quặng. Ui nước rút chậm thế. Xít nữa đẩy mình xuống lava rồi. Nhưng mà ở đây nó có mấy cái quặng tinh thể lava nè, mình cũng có thể lấy về được đó. Đây vô trong này lấy luôn. Đó, vậy chứ. Ui nhưng mà cái này hơi bị nhiều á nha. Nãy giờ mình đào cũng được sắt mấy hai sắt rồi đó. Có vàng nữa nè, để mình lấy nốt luôn. Coi còn cái gì khác không. Ui cái hang này nhìn trên bản đồ nhỏ, nhìn thấy nó cũng khá bự đó các bạn ơi. Đằng kia có cái lòng spawn nữa kìa, mình ngại lại gần quá à. Nhưng mà mình phải khám phá nốt để không thôi. Tại vì chỗ nguy hiểm nhất á là chỗ thường có đồ xịn. Đó, thế nên mình phải cố gắng liều liều một pha thôi. Hồi nãy né một cái lồng rồi, giờ không thể nào né mãi được. Đối đầu trực diện luôn nè. Ra hết đi, mình sẽ chấp hết. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị chạy nha các bạn. 1 2. Ôi nó mới nếm 2 rồi, nó xuất hiện rồi. Lần này thì không có phù thủy nên cũng khá là dễ. Với lại có nước nữa nên nó sẽ làm chậm cái tốc độ di chuyển của mấy con quái đó. Rồi giờ thì mình sẽ lên đây cái coi. Ôi chỗ này không có gì hết hả? Ủa cái hoa lửa nè. Nhìn thấy nó thôi đã tót ra mấy cái lửa bên ngoài rồi. Trên này không có gì hết ta. Ủa chỗ nguy hiểm gì kỳ vậy? Chỗ nguy hiểm đáng ra phải cho mình cái phần thưởng gì chứ. Mình lặn lội lên đây không cho mình cái gì trơn à. Ui có nè. Thấy chưa. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ có đồ xịn mà. Đây chỗ kim cương thứ hai nè. Lưu lại một cái nha, cái này lưu cao lên để không thôi lưu tầng thấp quá mình sẽ bị kẹt nửa người ở dưới lava. Rồi vậy là nãy giờ mình tìm được hai chỗ có kim cương rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi nốt qua hướng này nữa, hy vọng rằng có đủ may mắn để tìm thêm kim cương nữa nha. Coi nào, hướng này phải có cái xô nước để đổ ra rồi. À mình có cách nào mình sẽ làm liều nha, mình búng một phát lại để đáp lên đó nha các bạn. Nếu thất bại là các bạn cũng hiểu kết quả rồi đó. Rồi làm liều luôn. Ui thành công rồi nhưng mà ở đây không có gì hết trơn á. Ồ kỳ vậy, phải có hang nữa chứ. Thôi nếu không có thì thôi, nhưng mà mình cần phải nhìn trên bản đồ nhỏ tí nào. Ở đây hình như vẫn còn hang ở phía bên góc trái của bản đồ và phía sau cũng có nữa. Để bây giờ mình sẽ trở lại phía sau coi. Ui nói rang mà dùng cái ná slam này dưới hang hơi nguy hiểm đó. Rồi làm lại nè, lần này chắc không thất bại nữa đâu. Thôi, không thất bại. Nè. Đó cái em đó tự nhiên gặp mình cái chết queo luôn à, mình không có làm gì hết trơn á. Mà gặp mình cái chạy kiểu như sợ quá rồi chết queo luôn. Mình đâu có làm gì đâu, mình thân thiện mà. Có mấy con zombie với quái ở đây không thân thiện với mình thôi chứ. Mình lúc nào mình gặp mình cũng hỏi thăm sức khỏe hết trơn à. Rồi. Và hướng này thì có vẻ không có kim cương thêm rồi. Chưa hết hang thì chưa biết được gì đâu các bạn ơi. Phải đi hết hang mới biết được. Rồi đi thêm một đoạn nữa nè. Đó, đi hết hang mình mới biết ở đây đâu có kim cương đâu. Thôi kệ, chán rồi. Đi hết luôn nha. Đằng kia vẫn còn đường kìa. Tính ra cái hồ lava này nó thông với nhiều đường khác lắm luôn đó. Để mình qua đây nốt coi. Ồ chỗ này không có. Để mình lên trên xem như thế nào nhá. Amethyst thì mình không có cần sử dụng nhiều á, nên mình cũng không có khai thác đâu. Ở đây là marble. Ui sao có cừu ở đây. Ui bé cừu đi đâu mà lạc tít đi này vậy, đây sâu lắm đó. Trời ơi cừu đi lạc rồi. Giờ làm sao cứu bé cừu này ta. Ui chết rồi, cụ đi lạc tí dưới này là mình chịu nha. Và ở đây còn có cái đường mà đi lên trên á, mình còn dẫn về chứ. Sâu như vậy thì mình chịu hả. Ui chết. Trượt chân. Mình cứ quên mất là cái này mà không có bám vô được. Trời ơi. Hổm ra mình bị bóp hai lần rồi á. Suýt nữa thì toi mạng ở dưới này rồi.
Ừ, như vậy cái hang này không có gì hết rồi. Ok, chắc bây giờ thì mình sẽ trở về nhà nha các bạn. Chứ nãy giờ mình đi khám phá cũng hơi lâu rồi đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở lên trên nhà nha. Mình đã trở về nhà và dọn được một ít đồ vô trong ba lô này cho nó gọn hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đưa những thứ mà mình tìm được trong ngày hôm nay vào trong cái rương chứa khoáng sản nha. Rất là nhiều những cái tinh thể lava luôn, hai stack mấy lận á. Rồi, và còn vàng nè mình sẽ cắt vô nốt luôn đi. Còn mấy cái thứ còn lại mình sẽ vẫn chừa trong ba lô này cho nó gọn nha. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục vác cái ba lô này để có một chuyến khám phá khác ở dưới Nether. Tại vì sắp tới mình sẽ cần sử dụng đến những cái bột của quỷ lửa đó. Rồi không chần chờ gì nữa, bây giờ mình sẽ xuống Nether một cái nha các bạn. Mình đã xuống Nether rồi và bây giờ công việc đầu tiên của mình đó chính là lấy cái cánh ra trước. Tại vì xuống dưới này á, mà không biết bay, đôi lúc mình bất cẩn trượt chân á, là bị chết cháy luôn. Thế nên mình phải trang bị cho mình một cái cánh trước. Và bây giờ thì mình sẽ đi farm những cái đó là cái con blaze trước nha, để mình có thể có được những cái bột quỷ lửa. Và ở đây nó có cây nấm như màu xanh nè. Hôm trước mình xuống mình cũng không có để ý nữa. Đây có phải là cây nấm trong suốt giống như cây nấm kia không? Ờ đúng rồi nè. Ui mấy cây này mình không có lấy cái mầm về được á, tại vì mình đập một phát là nó mất tiêu luôn à. Phải mà lấy cái mầm về được chắc chắn mình sẽ mang về nha các bạn. Ui mấy cái cây trong suốt đẹp cực kìa. Đằng này cũng có nữa. Ui ở đây cái chỗ gì đây? Nhảy cao vậy. Ừ mà mấy cái con này á cũng cho mình. Ui tự nhảy tự chết luôn rồi. Kỳ vậy. Ở đây mấy cái con này sẽ cho mình mấy cái kem mắt ma nè, để chế thuốc rất là tốt luôn nha. Ui, mà quên, không được đứng lên trên cái khói mắt ma để không thôi bị mất máu đó. Rồi mình sẽ farm thêm một ít nữa để lấy kem mắt ma về. Ui cho thuốc phát nè. Orange rune. Rồi cái đó thì lấy được. Và ở đây có mấy cái quặng này, hình như cái này là cô bồ. Ồ đúng rồi, cô bồ. Để mình đào thử coi. Ôi cô bồ mình đào không được rồi. Mình không biết sao cái quặng đó mình đào cúp kim cương không được, mà bằng cây cúp tinh thể lava cũng không xong luôn. Chắc là phải cây cúp bên tinker thì mới đào được hay sao á. Tại vì mấy cái cô bồ đó dính tới mod tinker đó các bạn ơi. Ủa gì đâu mà có mấy cái con mắt ma mini thôi mà ghê quá trời lướt bát vậy. Rồi giờ thì chắc mình sẽ bay thêm một đoạn nữa. À đây nè, có tòa tháp nè. Lên đây farm luôn. Và đây chính là mình biết nguồn gốc của những cái bé heo mà quánh mình rồi. Trên mặt đất á, thỉnh thoảng có mấy em heo, em bò, em cừu á, quánh mình. Thì ra là những cái con heo bị quỷ ám này, nó sẽ vượt ra khỏi Nether á, lên trển để nhập vào mấy em ở trển. Thảo nào lâu lâu mình gặp mấy em kia hung hí ớn luôn á, gặp mình nè quýnh mình nè. Rồi giờ mình sẽ ăn một miếng rồi lên đây để farm mấy cái con blaze thôi. Hôm trước mình có gặp một vài cái spawner á, nhưng mà đây nè, đây nè, ở đây có một con nè, để mình farm trước đi rồi tính gì tính. Ủa không rơi hả? Ủa kỳ vậy ta. Mình có nhặt rồi mà sao không rơi ra nhờ. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng farm thêm một ít nữa để chuẩn bị cho cái công việc sắp tới nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà để làm những công việc tiếp theo nhá. Ui, đi một đoạn thì mình gặp mấy con Wither Skeleton nè. Và nó rơi ra cả xương nữa cơ. Ui, giật hết cả mình á. Wither Bone. Ui cái Wither này cực kỳ cần thiết trong thời gian sắp tới nha các bạn. Thế nên bây giờ chắc mình phải ở đây lâu lâu một tí để mình farm quá à. Rồi được được, bây giờ mình sẽ ngồi farm Wither với mấy Wither Skeleton với mấy con play nha, để tìm thêm đồ thôi các bạn ơi. Ui và trên này lại có rương nè. Hình như cái rương này hôm trước mình chưa lấy thì phải. Cho mình một cái lọ thuốc gì đó, để bây giờ mình thử uống luôn coi, coi cho cái gì nào. Ấy 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 ấy. Ủa sao uống cái này mình lại bị cháy? Hả? Kỳ lạ thiệt á. Uống xong cái mình bị cháy mất tiêu hà, mà uống không hết luôn kìa. Ui dữ vậy. Xịn dữ vậy ta. Lọ thuốc này uống hoài uống không hết luôn. Và trong đây còn rất là nhiều rương nữa. Ủa sao rương nào cũng có hammer với yên cửa hết vậy. Mình đâu cần cái
hammer vàng đâu, cái đó yếu xìu hả? Một cây cây búa bậc thầy mà có sửa chữa luôn nè, quá dữ luôn. Wow, thích nha. Đằng kia vẫn còn một vài cái rương nữa, để bây giờ mình sẽ lội bộ đằng kia để lấy nha các bạn. Đây đây, ở đây còn một cái rương nữa nè. Coi coi có cái gì nào. Chưa hết nhặt được cây búa bậc thầy có sửa chữa là hơi bị thích rồi. Có một cái Wither Rip. Chỗ này thì có vẻ hết rồi. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục trở lại với công việc farm play với Wither Skeleton nha. Ồ, trong cây cung mình có cái dòng nhạc ba á. Nè, có nhạc ba nè. Hay là bây giờ mình... Ừ đúng rồi, mình sẽ ép vào cái kiếm của mình. Trời ơi, nãy giờ mình quên mất. Có nhạc ba thì mình sẽ nhặt được nhiều item hơn từ những mấy con quái mà mình đánh bại đó. Rồi, vậy là cái kiếm mình đã có nhạc ba rồi. Giờ thì thoải mái mà farm thôi. Ui, farm nãy giờ cuối cùng thì mình cũng nhặt được một cái đầu Wither từ một cái con Wither Skeleton rồi các bạn ơi. Được á nha. Rồi giờ thì mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Wow, có được một cái đầu nữa rồi. Vậy là mình có được hai cái đầu Wither rồi đó. Thêm một cái nữa thôi thì mình có thể mang về và triệu hồi nguyên một cái con boss Wither ra đánh luôn. Nãy giờ farm thì cũng được cái que quỷ lửa nè, cũng như là xương của Wither rồi. Bây giờ thì mình sẽ đánh bại nốt cái con này. Bắn cái gì? Cà khịa cái gì? Người ta gần về rồi mà cũng cà khịa được nữa. Rồi sau đó trở về nhà nha. Ui nhưng mà ở đây có cái anh này trang bị vũ khí nhìn lực lưỡng vậy. Hammer nhìn đã ớn lạnh rồi mà giờ quất thêm cái khiên vàng nữa. Anh này chắc không ai dám gớ đâu á. Thôi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà để làm cái công việc khác nha các bạn. Ui nhưng mà trước khi về thì mình gặp một cái khu vực này có những cái rương nè. Kiểu như một cái một cái khu vực nào đó bị bỏ hoang ở dưới Nether. Wow, ở đây rất là đáng để khám phá luôn. Tại vì có rương lộ thiên luôn nên mình có thể thoải mái mà lượm đồ. Nhưng mà có một điều là hơi nguy hiểm, tại vì đây là dưới Nether á, nên quái vật nó cứ rình rình để quýnh mình thôi à. Đây nè, còn có rất là nhiều spawner khác mà mình cần phải tiêu diệt trước khi nó hồi sinh ra quá nhiều con quái. Ai ê, lẹ rồi chạy. Ui ui, nó quýnh đau quá. Anh em trong đây của nó đông lắm luôn. Ôi trời, tên kia còn núp ở trên nữa. Núp hả? Núp thì mình ui. Ui hắn té chết rồi. Tự dưng ở trển chứ không biết nữa rồi bị té chết. Rồi mình sẽ đập nốt là cái spawner. Lấy đồ trong này ra. Ui bây giờ chắc mình sẽ tìm chỗ nào quất đi. Rồi mình sẽ cất đồ á, chứ giờ mình chật lắm rồi, không có nhặt thêm đồ được nữa đâu. Đây. Cất vô hết nè. Lấy ra thức ăn, trừ những thứ cần thiết lại thôi. Rồi đây là những thứ cần thiết. Và bây giờ mình sẽ lấy hết đồ trong cái khu vực này, những thứ mà mình cần thiết rồi nha. Tiêu diệt trước đi rồi tính gì tính. Mấy cái con này là con khói nhung nham nè, có chịu cực luôn á. Nó cứ đẻ ra mấy cái tế bào con ngoài à, quýnh hoài không chết gì trơn. Ui đó vậy còn tặc tơ mình nữa chứ. Hình như có một con cường hóa hay sao á. Mấy cái con này nó khác ở slam là một chỗ, đó chính là khi mà nó bị tiêu diệt ở dạng nhỏ nhất thì nó vẫn có thể tấn công mình được, nên rất là đáng lo ngại luôn. Hả? Ấy. Bé nguy hiểm như vậy. Ui trời, nó ăn cắp cái kiếm mình rồi. Ui ở dưới địa ngục nó không đơn giản như trên mặt đất đâu. Quái nó khịa bên ngoài à. Giờ mình còn một cách này chỉ có thể áp dụng ngay bây giờ thôi, đó chính là lấy đồ xong chạy. Lấy đồ. Ui chết, nhện thế dữ. Ui có kim cương nè. Lấy đồ rồi chạy thôi các bạn ơi. Hết cách rồi, ui. Một cái super boss nè. Wow, xịn dữ vậy. Ui. Lấy đồ xong chạy. Quýnh là quýnh không lại rồi, đông quá. Rồi thẻ tên. Còn cái rương nào không? Lấy lẹ rồi chạy nè. Trời ơi, đuốc. Đây còn rương. Đồ kim cương. Ui, một cái đầu nữa. Vậy là mình đã đủ đầu rồi. quá dữ luôn. Nhiều sức bốn thôi, cái đó không lấy cũng được. Khói emerald hả? Ui, từ từ, nè. Ây, ây, ây. Quýnh đông lại, mình chỉ còn dùng cách này thôi chứ biết sao giờ. Ui, cái rương đó có đồ tốt kìa. Mình phải tranh thủ tấn công tầm xa rồi sau đó xuống dưới nhặt đồ thôi. Nhưng mà bây giờ mình cũng đầy ba lô mất tiêu rồi.
Để bây giờ mình sẽ cất đồ vô trong lại nè. Đó, rồi sau đó xuống dưới thêm một lần nữa nha. Lần này phải no bụng trước rồi làm nhanh mới được, để không thôi là mình không có kịp á. Rồi lấy lần lấy hết luôn. Trời, mấy tên này bắn kệ đi, mình chỉ lấy đồ thôi à. Lấy về. Ui, cái này không cần. Ui, cái này cũng không cần luôn, không có đồ xịn. Ui, nó ra rồi. Ui, gì hơi kỳ một xíu á, nhưng mà miễn sao mình sống sót để mang đồ về là được à. Đây có cái rương 2x2 nè. Ấy. Ui, từ từ, lấy đuốc cái coi. Căng thẳng vậy. Tôi có vẻ ở đây đã xong rồi đó các bạn ơi. Mình lấy được rất là nhiều đồ xịn luôn. Để bây giờ mình sẽ trở về nhà để cất cái mớ đồ mà mình vừa tìm được nãy giờ nha. Mình đã về tới nhà rồi đây. Và bây giờ mình sẽ cho hết những thứ mà mình nhặt được nãy giờ vô trong này nè. Ui, hôm nay có thể nói là rất là bội thu luôn. Mình được tới tận hai cái đầu Wither nè. Và trong nhà mình có một cái từ cái công trình lần trước nữa. Vậy là mình đã có được ba cái đầu Wither rồi. Không lâu nữa thì mình sẽ đánh nhau với con boss đó nha. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình có một chuyến đi mai, tìm được cái hang rất là đặc biệt và mang về được những cái tinh thể nè. Và không biết cái này nó có... cái rune này không biết công dụng của nó là gì nữa, nhưng mà mình sẽ để dành đi, khi nào cần thì mình sẽ lấy ra và sử dụng nha. Và có một chuyến khám phá ở dưới Nether để mang về được những cái món đồ xịn trong này, những cái loot bag này á thì mình sẽ để dành và cộng dồn, đến khi nào mà nhiều những cái loot bag xịn thì mình sẽ mở trong một tập luôn nha. Rồi, và ngoài ra thì mình còn chế tạo ra những cái anh golem đủ các loại luôn, từ kim cương rồi đá bát sáng, hắc diệm thạch, bọt mút và kể cả gỗ nữa. Hy vọng rằng những anh này sẽ bảo vệ tốt mấy bé chocobo của mình. Rồi, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.